Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Sun TV, kênh giải vẽ trên YouTube của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học vẽ chú cá chín đuôi nhé. Các bạn hãy vẽ cho mình một dấu cộng thật là to gần kín tờ giấy, sau đó từ dấu cộng đó vẽ thành hình vòng tròn thật là to. Vẽ bằng bút chì trước nhé. Kẻ một đường xéo dấu y hệt mình cho mình nha, và một đường trên phía dưới như thế này nữa. Thêm một đường nữa tạo thành hình tam giác lớn và thêm hai nét tạo hình tam giác nhỏ. Từ hình tam giác nhỏ chúng ta sẽ vẽ thành đầu của chú cáo nhé. Các bạn có thể dùng bút chì vẽ những nét này cũng được. Và mình thì mình vẽ được nên mình sẽ dùng bút mực luôn. Và các bạn dùng bút chì các bạn vẽ trước rồi các bạn tô lại bút mực sau cũng được. Ta sẽ vẽ một nét cong phần cổ của chú cáo và vẽ phần tai. Sau đó thì chúng ta sẽ vẽ mắt, vẽ một chút xíu mũi màu đen, rất là dễ luôn. Chúng ta sẽ vẽ phần lông trước ngực cho chú cáo nhé. Cái phần này sẽ giúp tô điểm cho chú cáo rất là đẹp đấy. Và chúng ta sẽ vẽ phần nách của chân sau. Và vẽ hai chân trước, cực kỳ đơn giản luôn. Ta sẽ dừng lại ở cái đường gạch ngang xéo ở phía dưới như thế. Rồi từ vị trí này chúng ta vẽ uốn lượn một đường hình chữ S như thế này, để chúng ta tạo thành một chiếc đuôi đang quấn về phía trước. Nó sẽ che mất chân ở phía trước, cho nên là chúng ta sẽ kéo tiếp các nét còn lại chạm vào vị trí đuôi rồi dừng lại nhé. Như vậy là chúng ta không cần phải vẽ ngón chân, chân trước, chân sau nữa, rất là dễ đúng không? Nếu không thì là chúng ta sẽ phải vẽ từng cái chân một, rất là khó đấy. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ thêm 9 cái đuôi, 8 cái đuôi nữa là 9 cái tất cả ở quanh cái khu vực từ cái phần đuôi của chú cáo, quanh cái khung hình tròn móng bút chì vào ban đầu mình vẽ. Chúng ta sẽ tẩy hết các nét bút chì đi và tô bằng bút mực, rồi chúng ta sẽ tiến hành tô màu thôi. Mình sẽ tô màu cam nhé, cáo thì thường tô màu cam hoặc màu đỏ. Chúng ta sẽ tô đậm tất cả các vị trí trừ vị trí chóp của đuôi, chúng ta sẽ để lại màu trắng và một chút xíu ở trước ngực và trước cái bẹn của cái chân sau nhé. Và chúng ta để lại nhạt nhạt một chút, còn lại chúng ta tô đậm hết nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ video clip giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã luôn luôn ủng hộ mình. Vậy là chúng ta đã hoàn thành chú cáo chín đuôi rồi. Thật là rực rỡ đúng không nào? Chúc các bạn thành công nha.
Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.